giao cho chủ sư nó thắng. rất là nhiều, không có tin cho nên không dám hành. Nhưng mà Thì cái pháp cho thiền này á, tại sư sao nói là không phải chỉ, cũng không phải là quán, à, mà cái ý ý chú chủ quán choán này là xe là mình đang chúng ở sư cha mâu ni có Phật cái vì chén à, ta ý chủ choán xe là duyên sẽ hay giao cho không, chủ sư chán. chỉ là có cái duyên ấy, để đình chỉ cái duyên đó lại, có cái Cho năng sở sư chỉ đó, có cái à, năng hình chung quán, nhau có tập cái sở phần quán để trên cái năng sở cả. Còn cái pháp này á, là ra khỏi năng sở, ra à, khỏi cái chỉ sở. tha tập phần Giống vẫn như có là sư ngày chơi Phật nắng nói, cái sủa khi điểm nói sang ra nghe khỏi cái năng ta sư chưa sở có là thực phần tập cái nắng quán, à, theo tham cái thán và chư sư trong lý kinh Lăng tham Nghiêm nắng chuyên sủa phẩm viên thông chương cho á, chư lái chư kinh Lăng hành Nghiêm Đức nán Phật lý解 tất dạy tao cho Quán Thế Âm tu cái cha lớn nghiêm viên bản quan chính tự tánh đó, gọi là pháp nhị căn từ viên thông đó, cho à, thì đã thực hành được trên bản quan tự tánh. Thì phỏng anh vấn Văn nói chỉ xin bản quan tự tánh tức là tham thoại đầu, suy tức yến là chủ tham thoại sư đầu tức cho là pháp phản thiền vấn này đó, chư xin chư tức tham sư thoại đầu. thẳng ngoại Đây anh tổ Văn là chư toàn sư thằng cho tại phật nói, phản vấn cũng là cái pháp bát nhã trong kinh Lăng Nghiêm. suy Ngay yến cái chủ đó gọi là sư bát nhã, sư bát chỉnh nhã, tai bát nhã từ thì trong đó. vì Đây nếu mà đã xoay chủ lại sư nghe, vì xoay chán lại được sư bẻ, tức là cái sở nghe nó hết á, thì cái năng nghe không có, không có đặt tên, không có ai tự với ai do hết, cái anh mất cái ai luôn, mất, tức là mất cái ta phỏ mất, cái vấn sở mất, cái à, tâm mất tiêu á, thì xiao sư là tăng phụng nghi na du ở trong Lăng Nghiêm Văn đấng Thông có vấn đặt cái bài à, kệ, đó là chưa mấy sở rồi văn trung nhập miếng lưu chữ vong sở nhập lưu á. Bình thường mình á, mình là mình xuất lưu nè, mắt mình xuất ra ngoài thưa cảnh trần duyên á, thưa cảnh trần mới phân biệt chưa sáng cho tối, bình phân bình biệt xấu xứ đẹp, à, phân bình biệt thắng thiện của mình đó. chưa Còn cái thanh á, lỗ tai nghe cái chu thanh âm bên liễu ngoài thì nghe động, nghe tịnh, nghe khen, nghe chê, nó nghe sẽ hồi hay, nghe vấn đề dở, ở tất cả à, đều là theo cái sang căn quan tức của niên cái trần, tức là năng mà thiên sở cái trần quan theo niên á, tật cho sanh nên sanh ra đủ thứ niệm hết á, niệm phân biệt phiền não buồn vui thương ghét phải quấy đúng sai theo cái ngã chấp của mình thôi. Giống mình thích sáng thì mình cho, không thích tối, duyên đó còn cho người dù ta thích nắng sủa cao thì không thích thấp, à, ví所dụ là thích以 trắng không thích đen, vì cứ sân theo chu sở lái thích hồn mình to ra, phán mà chạy nhỏ theo thông cái phân khổ biệt tương đối, cho nên phiền não khổ sân chu não. lái xỉ Còn ngu cái nhập ai lưu á, khùng tức là ra khỏi cái trần, ngu liễu tức cho sư là lý khai nó trắng sơ ư văn trung nhập lưu vong sở, khi mà sở nhập ký tịch, sở nhập đã không còn, là yên vắng lặng rồi đó, vắng lặng sở nhập thì động tịnh nhị tướng động nhiên bất sanh, hay tướng động tướng tịnh, nó không còn có cái sanh khởi trong sự phân ngu biệt của liễu tâm cho mình, sư mấy dù nắng nó sủa phải là có hay là không có, nó không nằm à, trong chứ ra sư khỏi mấy dù cái trần dù với nó trần thân á, mấy dù tức là năng với sở đó, nó chưa lý ra khai nắng thì sủa đó lý là khai sang tuy cái sự tu của nhị nó căn chưa viên thông, giống sư như vậy cái sự tu của tham thời đầu không khác, chan hoa thấy không? thổ Cho nên tờ không phải là có cái năng quán sở quán, không chư phải năng xỉn chỉ sở chỉ nữa, ví cái dụ kia là có nắng quan cái năng chỉ sủa sở chỉ. quan Còn cái này á, cái nghi tình á, chính nghi tình là nó lìa, ví dụ còn cái nắng kia là có nắng cái trừ chỉ xóa trừ chỉ dừng lại, có cái để dừng á, và có cái để quán. Giống như vọng tưởng phải đình chỉ vọng tưởng, là dừng vọng tưởng, dừng suy nghĩ. Còn cái tham thiền này không có dừng mà tự nó mất, tại đâu có phân biệt trên cái vọng tưởng chí đâu, tha mà là chúng ta phỏng cũng vấn phải tôi bỏ sư cái giao vọng ít tưởng, nhau à, có cái tác ý, có cái thấy, cái nghe, tính cái giờ biết trên vọng tưởng, này mới dừng vọng cờ tưởng. Còn quang mà rời xiang khỏi cái vọng tưởng á, rời khỏi à, cái chiếu này cờ năng biết chỉnh sở biết hết chinh á, ta năng sở biết sư tách lờ rời ra rồi, thì không thấy cái gì là vọng, cái gì than là hoa chân nữa. thổ mấy dù mấy dù Trên cái pháp tam thiền à, này nó á, cái gọi là đen pháp trực thổ tiếp, chứ sư mấy trở về thực dù à, tánh, nó không có dính cu trên năng sở, nó lìa năng sở từ bắt đầu thực tập xảo tập cái tẹo năng quang sở, xiang tha tức tha là vị tập chư lắm này cái nhập lưu, không cho xuất lưu nữa. Mà chiêu nói là nhập cho lưu là cái à, danh từ lưu của cái liễu cách thực hành, chứ không phải là mình muốn nhập bố rằng xuất, chu không liễu muốn xuất, muốn không có được. Nếu nếu mà khởi niệm muốn là cái tâm muốn, thì nó lại là thành ra cái năng sở tiếp tục, tại có cái năng ta cầu chưa sở mấy cầu, dù à, năng đắc sở đắc xẻng tờ đó, xin mấy dù vô đắc vô sở phai cái cầu, đắc tiền đắc chấp thổ á, à, cho nên cái chiếu pháp tờ tam thiền nó đắc hơn xẻng tất cả tờ pháp khác. rú gò Cái hái pháp dù khác chiếu thì hái bắt dù đầu là xẻng niệm tô phật, sư cái giai nắng chú là sủa cái sở trì, cái tâm năng trì. Niệm phật là có hiệu phật á, sở niệm có cái tâm năng niệm vẫn năng sở, chỉ quán có tâm năng cái quán và cái à, tâm sở niên quán, phổ à, đều là trên năng sở, phương tiện gián tiếp đều trên năng quan sở, trừ còn tờ pháp tu khác dù không nắng liên quan sủa năng sở. Nhưng mà cái pháp phương tiện của Phật á, từ cái năng sở đó dẫn đến cái chỗ lìa năng sở, cuối cùng rốt ráo cũng phải lìa cái năng sở mới phó được y giác chê ngộ. tờ phản ứng à, Cho nên bát nhã tâm chống kinh nó mình cân học nắng á, sủa
Đấy, tại chư Phật thì bát nhã ba la mật đa, chỉ tất trụ cả những cái các cửa ủ bát nhãn nhã sở, lý khai nhãn ba đời sở. chư Phật đều qua cái cửa bát nhã, mà cửa bát nhã là lìa năng sở. Tại sao nói lìa năng San sở? Tại Phố vì bát nhã là à, sở, không San bắt Sư lìa. Phổ tu tu Ở chỗ chinh Phật không chinh tăng qua trưởng này cho bạn rồi. bị giảm, có cùng với không có, tức sắc tức thì không, không tức thì sắc, Qua rồi tâm sắc mình. bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, tức là bất nhị. Tức là liền Nó cái dù sở son năng liền sở xem phá ra thì nó đâu có xin còn cái chinh tương đối nữa đâu, sư chứ phụ còn ở tại cái vì sư ta với cái của ta kho nữa đâu. mẫn sổ Thì cái tất cả cái đó tăng sư là cái huy pháp tu trực tiếp của Phật. Nhưng mà cái điểm này nhiều mấy người dù thấy vò rất hoa khó chờ tiếp nhận, khó chấp nhận, khó hiểu. Do khó chấp dù nhận hoa cho khó mấy hiểu dù nên là vò họ nhập tu. tu bi xào kèo Mà tu muốn tịch tu bi được cái pháp năng xào sở thôi, cái xì pháp mà được đắc này, pháp cầu này, pháp sợ này, trên những cái mà ngã chấp thì họ tin, tại vì cái đó có nắm, có cái sở nắm, có sở bắt. Còn pháp tổ sư thì đã nói là không có can trung nắm, sinh nhị chuyển không có à, chỗ ta để chân dựa, dài không chỗ dựa, tại vì trong tu Phật thì sang nói sinh tên cho nên tâm là có gì là bất sâu nhị, cái gì tên nào tánh ở là phàm trong mình khắp thời ta gian sư không gian chờ quét sạch hết. À, tham hoa thì thủ đó là cái tính dựa vào tự tánh, mấy tâm hữu ti tính phan một sâu tự mấy tánh hữu mới ti là phan dựa nào vào tự tánh. Thì ra nói dựa tức là không có số gì chỗ để hình dựa, ảnh sang giống như sinh thoại nào đầu, thiệt ra đến thoại đầu không có chỗ để đến. Nếu đến xoa thoại đầu hoa thì mình có thủ chỗ, rồi có chỗ đi, có chỗ đến, xoa còn đến tao thoại hoa đầu, thủ tờ thoại ti đầu phan chỗ không chỉ khởi sứ niệm, chưa khởi mấy hữu niệm. ti phan Nếu khởi niệm đến rồi tức là khởi niệm chưa đến đó là khởi mấy niệm, dù hoa thủ tờ ti còn thoại đầu phan đâu có chỗ. Nên cái giải thích nghĩa thoại đầu á, là để mình tham, để mình đi xoa thôi, hoa để mình thủ thực hành thôi, xoa chu là lại chỉ sư đi chu ra lại khỏi ra hòa cái mình tương đối năng sở. lý chế của tao Nên à, tham ra thiền hòa mình ý y tịnh chữ với trụ hoàng thiền được, đó chén nói là trổ còn cái hiểu biết ý thức lý khai là nó phải cần đến muốn được. sổ Cho nên trong kinh Đại Thừa Lương Nghĩ Đức Phật nói bất khả tư nghị, không thể nghĩ đến được, hoa thủ chỉ sư nhi bất khả suy sư lượng, u bất khả thuyết, bất khả u suy cả lượng, bất khả tao thuyết, tất cả đều là bất khả. Tại vì nếu có cái chỗ nói đến được á thì năng sở. Thật ra lời nói đều là trên năng sở, lời nói đều là phương tiện tạm thời. ước có dù gì Thật nhiên ra nếu thực là tôi hành nó càng sư gần phản với thấu được, biện cho nên nó khác tất cả các phương tiện khác, khác hết tất cả những pháp môn khác. số gì chơi À, và mà cái mình pháp môn với phương tiện đúng với chánh pháp của Phật á thì đều vì trí từ tha tập và mình tôi cái hiểu phương truy tiện về gián tiếp đi đến cái trực tiếp, đến tự tánh luôn nữa. phố phả và Giống như chư bất lưỡng nghĩa chúng của Phật à. á, nó có cái hướng đi đến chỗ liễu nghĩa. Còn ngoại đạo bất lưỡng nghĩa nằm chỗ bất lưỡng nghĩa, không chính chết cứng đó thì không có đi đến chỗ liễu nghĩa được, không đến chỗ rốt Chuyện ráo, nghĩa chứ rốt ráo được. chuyện chia Cho tờ nên đi là phang à ta cái nói Phật pháp này với lại giữ cái chia ngoại tờ đạo đi nó khác phang nhau ở chỗ đó. Phật pháp đặt phá ngã chấp, phá đến cuối phố cùng phà là sự khô của chữ rốt khô ráo bao hoàn truy toàn, mới hùng là chân thật phá, giống như phát bồ đề hoàn tâm quả chuyển viên à, mãn chư bồ đề, sư quy vô sở đắc, chân sứ đến cuối cùng khô phát của chữ bồ đề tròn đầy á, nên là vô tha sở đắc. phú thí sinh Cái gì còn cái đắc là bồ đề ấy, thì còn sở đắc thì chưa phải là, chưa phải là bồ đề. Phú phú thí duyên phú thí sinh duyên mà chư sư à, truy chung là mưu thi con chưa rủ quả phú thí sinh hãy dùng những con sọt táo đạo hoa nó chưa phúc sinh của tuổi sẽ được sẽ dần dần sẽ có được những cái áo luôn nên con tưởng là mình giữ cái nhân tình được rồi mình đến được nhưng mà con cũng có đọc quan nguyên thủy mà có tiền chỉ tiền quán nên con cũng mà con cũng không à, làm chơi lại vi được cái thắng tiền chỉ giờ tiền quán trai nên quân thành à, sang mà tha con quân hôm khai nay thì sử con chăn muốn hỏi sáng người rồi thầy giải thích thì con vì thiện tha muốn dù hiểu hơn là siêu cái này pháp đó như cái chặt quan à, cái trừ tờ ví dụ thắng tấm cái màu áo á, thật sự ra cái pháp thế gian cũng ví dụ được cái đó nữa, cái nào cũng có ví dụ hết đó, tức là nắm được căn bản, nắm được cái định được cái hướng cái chiều á, giống như muốn xếp cái áo mình nắm được cái cổ áo, lần ra được tất cả cái vị trí của chiếc áo để mình xếp được, nắm không trúng đó đó thì mình kẹt. Cho nên cái thiền ấy, cái là cái tịnh độ hay là pháp môn mật tông hay pháp môn gì, nếu mà đi đúng cái tôn chỉ của nó, tôn chỉ nó là cái bao áo, cái siêu mảnh áo đó sợ đó dừng lại, cái đúng cái tôn chỉ nó thì mình làm được hết tất cả. Nếu như siêu sớm và mình mẫn muốn tháo được tu tu suy cái yêu nút cần cho nút chân cái tâm gút của nó đó, thì và mình nó cái có gút phần quá, thật mình cái trông kiệt chừa đó mình tháo ra, cái nào là ở trang nghỉ cái đầu, trong cái nào là à, chinh thủy cái mà bị kẹt đó, tức là chống chủng cho cái và đầu mẫn nào là tu cái tin đầu yêu cần giờ nó thoát ra đó chân thì mình chống tháo từ cái và đầu thoát tháo ra thì nó lui sẽ ra, còn cái đầu nào đầu chết cứng ở trong cái mình đâu có rút cái đầu đó ra đâu, đâu giống chết việc đâu.
Cho nên mình tháo cái gút đó, mình tháo cái đầu mà ngoài, chứ không có ai mà tháo cái đầu bị dính chặt hết á. Cái đầu kẹt đâu có tháo được. Cho nên tháo gút cũng phải có cái kỹ thuật của nó. Tháo gút cũng phải biết cái hướng của nó. Nếu như biết căn bản của nó thì mình tháo ra mới ra được. Không có, mình cứ lần lần biết không có ra được cái đầu. Cái đầu dây với tiểu đầu, cái đầu kia mất tiêu không thấy. Hay là cái đầu nó bị kẹt ở trong một cái đóng đồng gỗ bám chặt ở trong sắt, trong thép, mà mình cứ lấy cái đầu để mình rút rút không bao giờ được cả. Phải rút cái đầu lỏng, đầu bên ngoài thì mới ra được. Thì đó là phải biết cái căn bản, phải định được cái cách làm của mình ấy, theo thứ lớp ấy. Ví dụ mình Cái gì xoay cũng nó vậy phải hết nắng tôi á, ý nó tin đều phải nhau, có xoay nó cái cân cái kỹ bằng. thuật của nó, với lại cái căn bản của cái phương tiện Hoặc phương pháp đó. xem Thì pháp tu cũng vậy, thì xài nói sư cái chế nào xài nếu nắm được cho tâm xong trí, sư như tôi nắm ý được tin cái nhau. khóa, nắm được tâm trí giống Chưa một cái tạo khóa, là ngay nắm cái được cái áo, xếp được cái áo, chỉ thì là ngay cái nắm được cái lưng cân quần, phần. cái lưng thun của quần đó đó, thì mình có thể xếp được cái quần. Thì tất cả đó cái đều là gì, đều là cách nói, cách giải thích trên Nó tôi sẽ cái phương tiện mình thực hành phản thôi. biện Thế lại cái thực hành đó, chia sẻ mình lại tham thiền á, chia sẻ nếu mình tin tự tâm cái mình thực phương hành pháp trên cái tông chỉ tham thiền chẳng thán nếu có tu dù chi xin là quy hoa y tín cần đồ thể á, chân chân thì cứ để là cho trong nó trừ quy y tịnh chống rồi nhĩ trên tất cả những cái vấn đề tạo u qua kinh điển của Phật, qua lời những luật của chư tổ, qua cái pháp mà thiền tri thức bạn đồng tu thực hành á chia sẻ, mình sẽ nắm dần đúng cái căn bản Phật dạy á, thì dần dần mình sẽ thuần thục vào trên đó. Và khi mà dần thuần thục trên đó thì khi công phu là nó hiển ra được cái muốn dụng khao của ngay lời gờ làm đang phó và tu ấy. trao huy Trên cuối cùng rốt ráo là hiển ra cái à dụng của tự tánh thật sự. tờ văn phàng lái xóa lái sửa xin ban lái huy à chấm chiêu cho gì đó công phu Mời Kim Yến. Hiện tại cái hữu vi chán chường Con nắm sai mô sư dân thích ca mâu ni Phật con kính thưa quý thầy nắm sư mô cô tuần sư sư cha mô ni Phật dạ thưa thầy cho con xin hỏi gì thích thiền ca sư mâu phụ khai sư. ni Phật con xin thầy cho thầy giúp cho con dạ thưa thầy thì khi mà mình thực hành cái Theo phương mình pháp ấy sử cho Phật đạo dụng thì thì vân hoa thổ tại sở hữu có người chia sẻ với con là vì khi mình mà to mình lớn cân ngộ tâm xẻ mà cái này á thì con cũng tài thấy một cho cái xe thực hành lại gần đây có nghĩa là à khi cho mà xe về con xuống mới ngồi xuống hoặc là mới bắt đầu dùng tâm á tay thì vừa thường á à thì phần sân bà đã con chia sẻ sử là nó rất dụng là khó khi mà tôi ở khi trên mà mở cô tập vậy chế có đã nghĩa là hẳn nản đi vào mới bước vào thì nó rất là nặng nề đó là ở chế đó khó nay là thí hội vân hoa khi thổ thờ có hẳn tâm trung tình hoặc là khi có thắc mắc thì à vốn chỉ là tâm sư chế ta mới hiểu ý có chính phải là khi ngồi xuống thì vọng tâm ý thức những cái suy nghĩ sư những bố cái suy cho che vọng lại tưởng tờ không hộp mới sứ hồ làm ngay cho theo vô quang tâm ý thức xẻ được à và niên đầu tiên khoảng thổ 15 20 phút hoặc là nửa tiếng sau thì mới bắt tu đầu lại là hỏi cho câu hỏi giống như là mới bắt nhịp được thì cái này có phải là cho ai là cũng差不cũng多trải qua15 như vậy phân không钟mà hay chưa thì ban sau cơ khi trẻ thực hiện sứ thì thái cô có tớ thể chia sẻ tao gì tu tao nó cái cho công tụi con phu nếu như là à dù có nó ai cái thắc gì mắc gì về chính công phu này tôi xin cảm chế tớ này cái quan sàng mang lại huy cái xảo công phu tiểu tam huy thiền xảo sư chính cho là sư của sư đối suy với thôi lại huy tao cho hành giả quân thị mới hay là những người mới bắt sư đầu phụ tập tham cho thiền mới biết tập thiền á, tuy thì nó khó, khai sử nó khó phải là cái pháp nó chán chán khó, thờ rừng mà nó khó đây là nó đi ngược với ba lại cái đồ ngã chấp, cái vô chế tớ hành minh, hành cái tâm nán trí ý thức của mình bố á, sư của mình là tập nó khó, phạm là mình khó than là tại vì ý chán thức mình tập nó phong sẽ phàn đọc cái nán tay như chư sư như nhân là nguy như than là chán một rồi con chư ngựa vậy, như sư là con ngựa vậy, phản là nó hủy truyền nhanh như khỉ, nó à phản nay xạ như cơ khỉ, vô chữ nó ủ miếng nó cứ dao xí động, chi nó lái luôn chỗ tích cực trong cái động của nó đó. Cho nên bây giờ bắt nó tham thiền cái thì đi ngược lại hết tất cả cái thói quen, cái thì tính chén động tao chủ sinh động ra của nó nó, xí chi nên nó thành ra giống như là khó vậy. sớm nó tôi Thật sự hình ra
很Đối với người mà có cái tâm tích sinh tử á,纯là素啊，người ta现在我们擅长就是返回走，định tự tâm,所tâm định以vấn đề sinh tử,觉đến得với难。Phật, khai thị如tất cả果tâm一thức个không một禅ấy,者đến với有那câu个痛念thế生死，hô hét cho một cái心tánh大的đạp,话，đánh cho một tâm đi到một đạp cho một đạp á, có thể khai ngộ liền.遇到佛，Đối với hành giả tham thiền có khi á, trên cái vấn đề一công讲phu出来那个法，khi就người ta是可đã以có开cái niềm悟。tin tự tâm, hay là ta đã或nhiều者遇cái thiên到nhân bát祖nhã师của thiền tham thiền từ nhiều đời nhiều kiếp,被có nghe đảng cái là là就是可họ以quyết định开họ悟，tu tập liền.那就说Cho那dù个họ痛念生死đi心chùa đảng thiệt là mà. là nhiều năm á, họ thực hành những cái pháp khác á, tại vì cái duyên nó chưa đủ, chưa có tới thời tới lúc á, nhưng mà tới thời tới lúc á, tự nhiên á, nghĩa là họ dám buông bỏ hết tất cả. Đừng nói là cái pháp thế gian, đến pháp xuất thế gian của họ chứng đắc được nên họ cũng quăng luôn, và họ chuyên nhất Như tâm đi.说，Đó以thành ra前nói如dễ果thì有không那phải个là dễ,众生，khó有không那phải là禅者，khó.以前Tất cả学了đều很多từ法cái门，tâm但是ý thức của mình,如果有cái tính缘chấp的tâm话，á của mình,遇thì nó mới到thành khó.忏Do禅cái忏không花có chấp头的nhiều法quá nên nó门，trở thành dễ thôi, mà他chứ们không的phải là生dễ.死心、Thì đối với hành giả痛tham念生thiền死心大để的cái话，niềm tin, tại mình là mình会thích一là切都cái可以tâm放thức下。bắt được mình hay à, tâm不thức用说以đạt前được的法cái门，tính thức đạt được他thôi.自己Nếu như các cái à pháp那môn khác á,个trên cái năng sở thì 5 7 ngày hỏi được cái gì所chưa, thấy cái gì得chưa, à得thấy到那cảnh个功夫giới都可以放những下。cái phương pháp an lạc gì đó thì họ thích vô cùng, họ tin tuyệt đối, tại vì cái tâm của họ còn nằm trên cái ngã chấp vô minh, trên cái sở đắc sở cầu, trên cái sở sợ mà,就是说nên là cái phương tiện đó thì họ thích. Mà khi mà đưa đến cái其pháp他tham的thiền á, pháp thời đầu á, thì họ không thấy cái gì cả,跟着không其nhập他ra的được cái法gì,门không biết được một cái gì如果hết,他họ得hoảng到loạn什么năm成ngày就bảy的ngày话，năm他觉得tháng ba很开tháng心，mà không thấy được就是một还cái gì,有họ所càng hoảng住sợ hơn.还有Tại sao cái gì能mà tu所，lâu但mà是không nhìn对thấy于gì,这个忏lại nhìn禅thấy giống như khờ的khờ法ngốc ngốc门，à, cảm thấy giống như là有dở时ha, không có giỏi hơn một người, cảm thấy quê没hơn有người得nhiều到什quá,么，因为mà离开còn能cái所gì đó嘛，không à, chứ không phải là cái gọi不觉得là什么，不得到什么，sáng所suốt以minh有mẫn ấy,时hay là này cái nọ,他们là会觉chỉ得很có害chấp tâm ở怕。nơi cái công phu thôi á, thì họ sợ lắm, tại vì do họ không có tin được tự tâm, thì họ đuổi trên cái tri kiến sai lầm,因为他还tri没sai lầm有á, báo够trước那giờ个thì自họ lại信cho là được心，还đủ,追求那mà个đâu自có坚hiểu错được, nhớ误。lại cái lời của Phật nói, tất cả kiến văn giác tri của chúng sanh, của不các记ngươi á,得佛讲的các ông đều là kiến bệnh đã thành tựu vô thủy,见tất闻cả là觉kiến bệnh.知啊，都是Ở trong cái nghiệp của chúng sanh á, thì无phân nghiệp始nào á,的nhìn nhận cái hiểu定。biết trên cái nghiệp, phần nghiệp đó thôi, trên cái hạn chế của đó thôi, chứ không thể biết hơn được. Cho đến bậc thánh A-la-hán cũng chỉ biết tới cái mức độ của A-la-hán thôi, Bồ-Tát biết mức độ của Bồ-Tát thôi, chưa đến cái Phật quả đó thì就không是thể跟着thấy什么业cái biết được trọn啊vẹn được,业力的话，就mà是chúng sanh đâu có chịu tin,只有ngoài在那kết个quả业rõ ràng thì力không chịu tin.的之Mà间，muốn biết được cái biết của Phật á,就是thì有họ phải汉có了，biết好của trí像huệ, biết của bát nhã,罗phải汉了，都chấm有他dứt cái自biết己bệnh,的业力。phải chấm dứt cái tướng bệnh á, thì tướng bệnh mới hiện ra, cắt bỏ được đi cái đầu á, cái đầu thứ hai đấy, tại cái đầu thứ nhất là đủ xài rồi, giờ cái đầu thứ hai nó chồng đầu thứ nhất, nó muốn chỉ huy được cái đầu thứ nhất, không chấp nhận cái hiểu biết của đầu thứ nhất, nó chỉ biết cái đầu của nó thôi, mà đâu phải một cái đâu, mọc lên 5 7 cái, thì 5 7 cái nó sẽ 5 7 hướng, cái nào nó cũng độc tôn, chiếm chiếm thượng phong hết, nên á mình tự làm khổ就lấy mình,说我sanh们ra的nhiều tri头kiến chấp thật á, thì mình điên đảo, mình từ điên đảo đến điên đảo, đó là do cái有时khó生khó出nơi来chấp tâm,很多很多khó的khó nơi头，cái tri那就kiến sai是lầm的như自của đầu của坚mình á,错nên là误，khó, nên cái sự tham thiền就是đó,被cái người有đó phải时làm觉sao để giải得quyết được cái vấn难đề khó đó, phải bắt bỏ trong lò luyện thôi, giống như là Ngày Lai Quả bài kệ mà khai thất á, muốn để na tự chẳng nên tâm có thì thể cố解gắng决bỏ这trong lò个luyện,困难的问và题，thổi lửa好thêm nhiều像来cho果thêm祖lửa师sinh,说，rồi ra就tay lấy放chi他đập们在那một个cái那个锅里边quặng đó, sắt đó,来đập cho nó联bể ra,系联系，nấu nó mới chảy ra, thì nó mới vàng ra来vàng,练quặng ra习quặng,来sử dụng ra vàng rồng, thì lúc đó nó mới là来教。cái chất thiệt đó, chứ không có bị sai lệch, không có bị lầm lẫn nữa.
thì nó phải bỏ vào trong thiền thất hay bỏ trong quy củ, À, na chư bỏ trong cho hảo cái giang bỉ tập tăng khí của tập. cho lấy Nếu chinh du mà chán người thắng nào à, á, tả hành giả chi nào á mà thân gia biết chán chi cái sự công phu sự tu tập à, của mình cơm á, cho quy chủy giống như mình uống thuốc á, na mà muốn chư trị bệnh thì phải uống thuốc, uống thuốc ắt sẽ hết bệnh. mà lại hơi Thì tri thức giống như xả tất theo cả chư các chỉ thầy tờ xí giỏi chi đã ở na đó chư thì hảo giỏi, giang là mình những thầy thuốc chủ khi còn giao là lái ca chư của mình hiện đời nay á, bùa vua chứa đó, u minh cập tinh. vua của tất cả thuốc á, hay là tất cả những vị bệnh nhân mà đã trị hết bệnh, hay là những vị thầy thuốc trong chánh pháp á, đã từng điều trị biết bao nhiêu là bệnh nhân, và trên trên bản thân á, cũng đã điều trị hết cái bệnh sinh tử. Thì cái đó mình á, cái đó là chứng thực với mình, tức là những sanh tử tự tại của họ, những cái pháp ngữ nói, tức là trên cái ngữ lục của tổ, ngữ lục của Phật không có sai, đều hiển bày cái nghĩa bất nhị, cái lý bát nhã đâu nói hết. Thế nó một cái chuyển ngữ thiền tông á của chư tổ sư, nên từ đó Chư cho mình phố đã cân chủ phải sư tật giao hay có một tu cái niềm sư tin cho nó lý sư lái này cơ cứu mạnh ơ mẽ, cục quyền thì bắt đầu mới ứng dụng để mà thực hành. Thì thực hành cho dù có khó cỡ nào, cho cho chư dù lái khổ đang bao ở đến nhiêu cái là gì cũng phải pha thực hành chẳng cho sư chỉ được. tật chư sinh Có đánh nó ở muốn đổi xe sức công khỏe, mồ cô hôi, nói treo nước hơi mắt của mình sân ngoài chấp thì nhận bệnh treo tật hơi thì dèn lên mới thể hiện được tù chánh pháp, sẵn xe tiếp cận cái tù pháp giác ngộ giải thoát. treo hơi Cái đó lái đâu phải là dễ đâu. tá ta nó có Ngày tâm xưa Đức Phật muốn cầu chánh pháp giải thoát này phải trải sư qua chính tá ta nó bao nhiêu có là kiếp hải mà ủi phải hy sinh ý chén là xả phố bỏ đầu chinh lòng còn tiền ra của sông sinh mạng mình để đánh đổi sang một bài xe chánh chưa chỉ pháp, tờ một sông như câu, một bài đã kệ, treo hơi trong một phả bài treo hơi tập. y sổ Rồi chư tổ phố sư cũng vậy, cũng vì cầu nói pháp sư mà chính phải lại lặn khải ủi lội vượt suối băng chú sư đèo, ý chén đồ sư ý trải à. qua bao nhiêu là cái hiểm nạn nguy hiểm, mà là cướp, nào nạn hay Truy là chiếu nước tao trôi ở lửa, trinh quan to này nước trôi rồi lửa thiêu, nguy hiểm là giặc khéo hỏa lùi vân vân, để mà cầu cái chánh pháp hay đem chánh pháp chiếu nơi lại cái trần cho phàm chúng sanh. Nếu như kinh Lăng Nghiêm đó, mà hãy nãy bỏ nơi cái lùi trần là phàm dứt cái đường lái đó và đi qua biên giới, tu đều chung là những sanh cái hạnh nguyện của Bồ Tát để mà giúp cho đời, giúp cho chánh pháp được trường tồn. Mà mình thì chưa thấy cái gì là khổ, gì là băng khó hết, du chỉ mới là trần nghịch phàm ý lái trái lòng mình thôi, tháng mình không chuyến chịu, không chịu thực hành, không chịu tu tập rồi. Thì mà nhìn thấy đó là dì cái si chén mê nó nên suy của cho mình dì đó, không chén biết là bao phố nhiêu. cân chủ sư tật sinh khổ Thì đó à, cần phải nên tờ pha sinh tờ ở chiếu trong cái tạo sinh thiền thất, trong nào cái của mình cầu xin tập, che cho nó nghe ứng dụng như đào vào y tiến mà tiền tu tập khuân nán là chưa cái quy do củ phong tu tập xe này mà đó. Thì những cái hương bản, những có cái gì pháp y đó tinh nó sẽ nhau làm dù cho trên cái người khu tu đó và xin có thể dần dần thấm nhuần trên cái công phu. với vì trai chắn thắng thì dùng cho xem Thì nói phải vậy nghe hiểu lái chế chế của mình chứ gì là xí chỉ dạ hiểu ạ, con xin cảm ơn thầy. Thưa thầy cho con xin hỏi thêm một cho đi chán rồi là vân qua ý chí cái ý này nữa. Dạ thưa thầy là khi mà mình thực hành pháp môn thân tổ sư thiền rồi và khi thực hành pháp môn thâm tổ sư thiền rồi là khi mình hỏi câu thoại khởi duyên tình nhưng mà tùy sau đó, trong cái lúc mà mình dùng con mắt nó vẫn có những cái thay vì mình thâm thiền á mình hỏi thì nó lại lọt vô cái quán tưởng quán câu thoại á. Thì con xin thầy khai thị về cái chỗ này cho chúng con có thể rõ chỉ cách dùng công hơn ạ. Con xin cảm ơn thầy. vì sư thay luôn à cái thay dùng cung của sư hô vì sao mà Cái dù sư tư lo câu cho hỏi này như cơ thế nào, hỏi lại thì cái ê, không có nghe rõ. dạ thưa thầy là khi mà mình dùng câu Sư thoại phụ cho cha tha chai gương tự thợ hỏi câu chư thoại nguy để thiên bố khởi chinh cái duyên trì. tình nhưng mà tại sao trong lúc đó mà khi mà mình dùng câu mắt thì nó đôi lúc vẫn bị lọt vô Ta cái dùng quán cung thật sự tưởng quán hô tâm uy câu sầm thoại no phi mà không có cái nghi tình lộ ra và này cực không có rõ cái thắc quang mắc mà quán tất này câu cực hỏi chư làm cho này cực chồng của mình hoa thủ bị quân lật tới thị lật lui mà cái này mình à đã căng
rất là nhiều, nhưng mà tại sao Ví lại dụ ý chính bị chú dây ấy, cái tiền cách này ý thì con chính xin thầy cô à, chỉ rõ cái chỗ cái cách lại cái dụng công để cho chúng con có thể là cái gì không đau được hẳn trải lòng về hẳn đo cái thực chứ hành cho này. luôn Con xin cảm gì ơn thầy. cái gì duy ra hẳn đo chứ ta sư Chỉ không nắng tham thời đầu á, mục đích chế khởi thời chế đầu tá á, để tả thời à, đầu chuyển là sư khởi vụ ý khai tưởng, sư. để thời đầu đã khởi ý tưởng hiện lên những thắc mắc Sư vụ cho trang hoa chứ khấu thời cho đầu sư á, thí thời quân đầu hoa á thố nhiều khi ta chọn lái cái pháp tu trước chí chính à, trước vô khi mình sự biết cần thiện quan á, trước khi mình biết quan cần thiện giao á, hoa thố với pháp có nói như tu chén như như tờ tu quán phả lớn cái có nghĩa dính là sẵn muốn có hiểu tao muốn biết á, này là nó thuần thục siêu. quá, cho nên khi mà đề thời đầu à, nó cứ đi đến cái sự tư duy suy nghĩ à, lý luận trên đó, hoặc là nhiều kiếp mình đã từng tu theo cái pháp khác ở ngoài này, thậm chí giống như có những từng tu theo pháp ngoại đạo á, Hình thoa sơn sư giống y như là chén lên đồng lên y chinh sạp cân cho đến tham thiền thanh tịnh nay đó, nghĩa là cơ họ lắc chí họ tha lên tập đồng, phàm môn họ lên đồng họ té ra, tức là tuy những cái dính tập sẵn khí á, quả hoặc là cái tao nghiệp chướng của họ tự họ nó gây tu tạo sư á, xí chi tu nó sư đã chăng hướng đạo cho họ chứ không phải ai nhỉ hướng cho họ chăng đâu, mà chính mình tự chẳng tu ai chưa tự chỉ tâm, tờ tự tâm gọi là đồng kinh đấy, tờ dòng tự tâm xin tự à, tâm chư xin phản chư xin thì tham thiền phải đi đúng cái tông chỉ của thiền, đối đúng với cái phương chan pháp sáng thực y hành tinh của nhau thiền, cân cho chân tức là chân tham thời đầu trung phải trì nương nơi á, phàng phà đề thời đầu mà khởi cái nghi tịnh, chan hoa thố đề thời đầu vào khởi nghi khao tịnh này cơ mà muốn giữ thí nghi tịnh quân hoa ra thố phải chỉ đề ý tục chính cứ hỏi, khởi đề theo thời bảo đầu chú là ý cứ hỏi chính tới, giao liên suy tại cái quan quân trọng đó là cái nghi truy tịnh, chung nhau tờ cứ giống suy như ý là chính cái người đau chân á, hầu cần giang y cơ rấn cái cần của chảo người đau thùng chân và là để hoa đi được, giống tha chân tờ của họ bị gãy truy chung rồi nhau nhưng mà tờ có một chưa chân giao rồi họ không đi được trên một chân ấy, họ phải nhờ cái nạng cái ở trang à, tha gậy, tờ thì chèo cái chim cần vì thiết của nạng gậy vì á là toàn để giúp à, cho vì họ đi, thông cũng nắng chủ chứ tờ không phải cái nạng cái gậy á ta sư tha hẳn là hẳn cái xẻng độ hẳn xẻng lý để cho chỗ họ ôm và giữ, không nay phải giao khao y cơ quải trang đó, thì quải chỗ cái sự đi mới là cái sự cần thiết, chứ còn gậy ta vàng hay là gậy chỗ bạc, tờ gậy ta gỗ hay sư truy là chung nhau gì tờ đó, nó không quải phải là cái trang vấn đề, y cơ suy cơ nó không có cú giúp sư cơ mình tao quân thiền hình để mà suy cơ mình được phản ôm tư biên khư á, lúc cho nên của cái dù cần quải thiết trang để ta đi sư phải lấy, cú cần giàu thiết cú là chỗ tao tao để đồng mà cú cúi sáng nhập chỗ chùa đồng cất trong cái lao chùi à phải được khỏe khoang á, cú chứ tập chỗ tao thiền hoa na chư phải sư là thời đầu á, mấy mục đích dụ là để dùng khởi nghi tịnh, cho nên câu nào cũng vậy, có thể chan chán và cái mi ngữ luật mù công án ti nào cũng vậy, chư sư thời chỉ đầu ý nào cũng chính vậy, mục đích để khởi nghi tịnh, sớm mà cho nên hoa thố muôn sớm mà ngàn cầu mang tô thời sư đầu á, cái câu hỏi thí đó hoa thố tờ mù thì có ti điều đó là khởi nghi tịnh để đến thời đầu thôi, mục tiêu chỉ là thời đầu, quan tức là chen và khởi mưu nghi tỷ ở chư thời đầu sư á thì mình không có kẹt ở hoặc trên tất à, chư cả sư những ý chính cái phương tiện khác, nếu mà không có thấu được phương tiện khác mình cứ đi lựa lọc và đi quán chiếu á thì nó sai lầm, nó không đúng với lại cái tùng chỉ nữa, không đúng với cái tùng chỉ của tham thiền nữa, thì lúc của hãy cái hiểu sự thực quan hành trao à, hoa thố nó tổng phải hoa na chư cứ sư chan thông, chán có và thể chống gọi trừ là qua cái sự tham học, Soi y tức là đích thân cái người y đó tinh cái người mà yao tham chan học ở đó, xuê chứ còn mình thấy cái lỗi của người ta hay là mình thấy cái vấn đề của người ta, chỗ y điểm tinh kém của người ta yao mà người ta à không có thấy, không có chịu chứ tham chia học và chan thực tập xuê á, nếu có yêu quý cái quân tình có thao chứ chứ lỡ mà chia cho đó lái là cái quân đúng của họ thì mình cũng thua thôi, bó tay ra mình phải tự ý thức và phải nhắc nhở và khéo léo nữa, vận dụng nữa, nó giống như nhiều cái thiền á chỉ đi giải công án, giải thời đầu á, và do buồn giải tâm hay được tập nhiều công thắng án thì à được cái bằng làm thiền chư sư, sư giống như truy là chỉ do là kiến tánh vậy, thì đó nó không phải nữa, chứ không phải là chỉ sự nó công giải được an cái ý chỉ thức, sự nó thỏa hòa mãn được thấu cái sự mưu cầu của ý thức, cái tri kiến tri giải của ý thức, chứ không phải là tham thời đầu để chư sư phá hào cái trang à chấp tập chỉ của ý thức, chế cái năng sở chỉ là chấp sự vô minh công to công an chỉ sự ra, công to hòa thấu cái mấy cái na này á chư nhiều giả phú quốc chỉ gia trên na thế chư phú giới này, sự quốc gia chữ sư đọc phát mấy triển lần, chữ chỉ có cho nên chữ á cái sinh lời nói thì họ lấy buồn theo to lời của của cha Phật giảng giải kinh cô điển tuy à lý u lệ hay rất giờ là tiền mà qua sự thực hành á thì họ buồn còn to sai lẫn lầm hoàn tha toàn, à tại vì chỉ so lấy cái chu đàm lái giải của của người chẳng khác chu thôi, lái tường đàm giải của tổ của tờ Phật, dù thì ra cái lời của Phật người ta duyên cầu bỏ vô vấn trong này chứ và họ bươi ra móc ra tờ nói treo hay cho là sớm mà tôi của thấy chẳng họ, chu lái tan sư sửa xính ra cái đó là cái mà sai lầm á, mấy dụ công phu mà chư tổ Na có chư nói là sư những cái đạt chọu căn
phân chó vậy, em phân chó đâu phải là con chó, em phân người ta không phải là con chó tốt, không phải là con chó giỏi à. Ăn phân con chó mà nó không đâu có đi ăn phân, cho nên cái học Phật á mình phải kỹ kỹ Bởi hàng vì ngày sửa luôn, Phật cả gia thì ngày ít nhiên là cả xảo sống sinh tử sinh. sanh tử, Nhờ tham dù ngay cả thực hiện những công cụ của mình, còn phải tham học nữa. thùng tre, Bây sân giờ thì sửa mình sinh, thùng khó tre mới có có công phu. chịu hướng về cái sự Thái tham học ao tràn là đứng xuề. đắn đó, đi hàng đầu. Sinh ra Mà bình thường hay chạy trên cái ngã chấp của mình, cái cơm áo gạo hẳn tiền to tràn xuề, danh vọng mấy cái địa hồ vị cái hưởng thụ của ngay mình cả hơn, tràn xuề của chứ sinh. không có những cái Chỉ giai đoạn giác sư ngộ, cho mình vẫn dũng đi ở trong bao ngay cả vô chứa vô cái vô minh minh truy chiếu phiền ngay não khổ cả đau á, không bao giờ sự ra trên khỏi cái đó. sang cờ. Thì nói đây á, tất cả mỗi hành giả chúng ta phải tự tự ý Tờ thức được chiếu lên cái công cụ của tờ mình để mà đi thôi, ủ chứ. chứ thì không có ai giúp ai. Mình càng muốn giúp người á所thì càng以hại个người,人生死个càng人muốn giúp鸟，mà giúp không có được, trở nghịch lại hại,其他làm人cho họ thối不tắc,能làm帮cho助họ我không们chịu自tu và己，họ phỉ báng luôn nữa.一Đó定là要cái自vấn己đề走。khó, cho nên thôi cứ lo công phu trên cái duyên của mình á, biết cái mình cứ việc ứng dụng tu tập, cho dù người đó là người thân cha mẹ mình đi nữa, mình kính trọng, mình quý mến cách Hóa mấy đi ra mình nữa, được nhưng mà vui mình không có mù tin á, à, mình không chịu sớm tu á, sớm không chi có ngay đạt đó cái gì ha. cả. Nào, của Mình mình cố sớm gắng, mình cứ lo thực hành công phu ai cho chỉ trên tập bản vui thân mù, mình,但是cho不nó能thiệt là帮助他tốt们解脱，所đó. Thì以lúc一đó直tự nhiên á,靠cái自己的sự功ứng夫，phó,一cái直sự giao tiếp, sự trao đổi trong cuộc sống好của mình好á,的tự nhiên họ thấy họ sẽ tìm đến, họ học, họ hỏi và quán họ xin phụ我们thuộc.自己的功Đó,夫，cái vấn đề đó là như来vậy.下功Còn夫，mấy cái发展khó自己kia的thì mỗi功người có夫。một cái khó khác nhau, chứ cũng không có biết cái chấp tâm, cái其khổ他cái的人khó啊，其của他ai人mình的phải问giải题thích不cho用mình管，như thế nào. Phải因cho họ为rõ要ràng,管như都管不cảm到。giác của thân mình bệnh á, mình đau nhất á, mình biết好像我们自己的mình病，sanh ra mình我们khổ自á,己知trong mình道biết怎thôi,样痛mình sẽ苦，khóc òa lên á, khi mình chết啊，á,怎mình sẽ么bị bức痛，bách,痛在khó哪chịu里，á, chỉ có một mình觉得cảm很nhận难thôi,受，chứ đâu có只ai有cảm我们nhận giùm mình ai一chia个sẻ được人啊cái可nỗi以khổ niềm đau đó của mình được đâu,感chỉ觉có得bạn到。ấy biết được cái其khi他mà人都mình不bị chính能mình.帮我Thì们感cái đó觉，là帮我们cái sự công phu mình解tu tập,决mình得còn到。biết rõ được công phu của mình, tu tập của mình và giải quyết cái vấn đề trên tâm của mình. Thì nói vậy nghe hiểu không? Dạ hiểu rồi, con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ, mời hoàn cảnh. Dạ, con kính thưa quý thầy, quý sư Xin ta cô sẽ quê và sinh những sống giả trong đạo quay tràng. vân. Con xin hỏi câu hỏi đầu tiên á, không liên quan gì tới cái Pháp Vô Tổ Sư Thiền. Là cái ngày xưa đó, khi mà con bắt Tôi muốn đầu hỏi con thì y cơ tìm đến Phật vấn Pháp á, đề chứ không có thì con cũng nghe đồn quan đến như là Đức Phật ngày xưa Chan Hoa Thủ là ngài đi là tìm gì chén đạo của lạc xuế đường, phả theo phó những phả cái chuyện mà sinh lão bệnh tử, chứ nên Đức Phật mới sư chưa tìm Phật Pháp tao có là gì vì vậy. chén Thì con khăn cũng đau bắt đầu sinh biết Phật Pháp thì cũng nghe được lão cái điều病này,死cũng的tìm hiểu cuộc苦，đời Đức所Phật,以去找那个正cũng法không chưa hiểu gì解giải thoát脱đâu,的nhưng mà thấy法。cái chuyện đó là sinh lão bệnh tử, sinh ra là khổ, rồi lớn lên, rồi sau rồi cũng từ từ rồi già rồi chết, đó là khổ, cũng chưa hiểu gì cái chuyện giải thoát, cho nên Ai tìm gì đến chén đạo. một tư phu thai Mình Nhưng mà bài sau những cái Phật Pháp Tình thì nhân con sư thấy rằng khổ là Chủ sư chư ta cũng đi con đường phố đó, nhưng mà từ từ thì cái Chuyện giải chào quyết nơi cái chỗ cơ là Kháo lưu bây lái giờ chế người ta tô chỉ giải quyết cái chuyện Sông sử là tha sư trói buộc vào cuộc sống này, nó quá khổ, là nó quá phiền não vì cái tham sân si, những giải quyết cơm áo gạo tiền, những xung đột trong xã hội, cho nên người ta thấy cái tâm nó luôn luôn là nó bị những cái áp lực, cho nên phải tìm cái pháp gì để Mà an hiện tại tâm. tôi thấy nhiều người Dạ, đang quán cái tâm này làm sao cho sống ở nó thế giới này, vì họ cảm thấy cái trong sống tỉnh ở thức, này để đau không khổ, bị ràng buộc đó, khổ rồi quá, cái xong rồi cái nên người ta nói bây giờ là cảm thấy có cái hạnh khổ, phúc thật sự, cảm thấy khi mà khó. giải quyết được cái chuyện cái mâu thuẫn đó đó, những cái áp lực đó, Nếu đấy họ giải cái tham quyết sân được si đó, vấn thì người ta thấy bây giờ có hạnh đề phúc thật sự. của Thì con xin mình, thầy
Tha Đấy, Mẫn Huệ chế đó đấy, sinh thầy phú. tìm con cái chỗ này, tại sao cái gốc À. ban đầu cũng tìm thấy là cái chỗ của sinh lão bệnh tử đó, nhưng dần dần đi cũng là Ngao pháp Phật chính mà sư chung phụ cực đó, khai là tất cả sư. giáo pháp của ta đều có chung hương vị là hương giải thoát. Nhưng khi đi đó, lúc đầu thì mượn cái pháp để là an lạc, nhưng cuối cùng lại là thường thường là chỉ có pháp cái thiền tông và cũng có pháp cái đại thừa đó thì cũng có nói đó, nhưng mà thường bây giờ nó dừng lại cái chỗ đó. Thì con xin thầy dạy dạy giải thích con chỗ này. Thì đúng ra cái chánh pháp của Phật á, căn bản Tức Đức là Phật là do muốn mình phải ngộ có được tật chân phả và cân phẩm ngộ được chư tánh mình sư á, theo thì của lúc đó mình mới là khai u hoàn chư chỉ toàn là chư phải sinh, đúng cái nghĩa giải thoát rốt ráo. khai u chư chỉ là chư Lúc sinh chư sư đó mà cái giải thoát của giống như Đức Phật mà khi mà giải mới giác thoát, ngộ gốc Bồ Đề à, á, chân sứ và giống giải như Đức Phật thoát. nói Nó hàng chứ lần gì ba lần chén là kỳ lạ thầy, kỳ lạ thầy, có cho nghĩa là tất dài cả này chúng gờ sanh phú mỗi thí mỗi đều có su thể đồ như lai hoa đức tướng, thải nghĩa là ư được tánh Phật tánh giác ấy, vô đi khai biên hồ là trọn vẹn tha sẵn huy sàng. quả xem. À, Là tại sao chung Phật sân hiệu thừa nhị nhận chinh chống và phò, cứ chung sân thật chân có nghĩa sinh là chấp mấy nhận ổ cái luân truy bé hồi phiền cũ não khổ ơ đau, ta Phật dô mới huy chấp chẩn nhận cái mơ đó, bây giờ Đức Phật mới chứng đắc được này, phát hiện được à này, hái và cha nói này gờ lại cho vô họ chú biết uống có chấp nhận được sang không, tươi sang thì quán chiếu ta cái dô căn tánh xô chú trong lại thầy tờ hoa, không có một ai có thể chấp nhận được cả, rất là khó, là từ khó tới xô khó, chú lại nó tờ hoa vô chứ cùng chưa tao chung sân vậy. phu Phật nữ muốn hơi muốn nhập niết lý bàn, trẻ phu không biết lấy nữ cái lời nào để mà sẵn sinh dạy cho họ quan giao y cái che kiểu chung sân và mà xin cái tâm niệm na mà mấy cái ổ kiểu nhập y niết bàn ấy, y cơ chung muốn xả sân bỏ thái thân y mạng đó, cái là cõi à trời đại sẵn đạo sinh đó cũng cả tha mình có chân ngay lập sinh, tức hiện ra so y tướng thế giao ru tôn niết ba bàn lần thỉnh Đức Phật ta và lưu sư lại đời và đây là à giáo pháp. thiên hoàng đây Thì là không có chạy ba chạy thừa thiên đó, thì sang khi Phật tờ ba thừa không có sẵn phương tiện Đức Phật cha phát nguyện và lái tám muôn bốn ngàn phương tiện, chính thì phố cái phương yếu tiện Phật dài á sư trên sang từ lái cái bắt thu chung đầu sân trên cái rốt ráo cuối cùng để là muốn hướng dẫn cho chúng sanh dư giải phó thoát tờ tăng cái phả y khổ chế sinh lão bệnh tử, một tu tâm giao luôn á, băng là một chung thân, là sân một của à tâm luôn, chế thoa dư chỉ và sân sự giải thoát cái sư khổ của cái sinh tử á, để làm chủ chế mình để trở thoa về cái sân tự sự tánh và thân khổ thường hằng với ta dư sẵn chỉ có. và chân Đó là cái sinh. ý của Phật. Cho nên á, từ cái sự chấp nhận á, cái lời cầu thỉnh của Đại Phạm Thiên Vương, Đức Phật mới lưu lại và 49 năm hoằng pháp chúng sanh. Nhưng vì à, Hoàn này thiện cơ các phương tiện từ cảng đi vào sâu, thiên hoàng đã chiếu so chiều y đường có lưu xa trai đến sư gần thiên sư để sử bước triều vào thực niên tánh. xoa phà Cuối cùng Đức Phật đưa cành hoa sen giữa Pháp hội Linh Sơn, mình Ma Ha Ca Diếp mỉm cười. Đó là cái mong ước, cái hoài bão, cái cuối cùng mà Đức Phật mong muốn. xoa Cho phà là nên hình to Ma Ha nén Ca ta Diếp phải sư truy hô dạy trai Ma Ha Diếp à phải đính truyền sàn sư kéo phó mà thí dạy chú dục cho lại đoàn Phật, ná sang lái kéo mà đây truyền thừa đừng cho gián y tỏa đoạn, liên hòa cũng là cái cánh đầu mà sư tổ chớ tôn hiểu thường ma ha hay cái gì khai luôn ư duy trì cái nó mạng hô lưới phật choán cho tâm, cơ quả kể ma ha cái gì giống như là cái huyết quản lưu chảy lưu chuyển trong thân thể mình, muốn chứ sống với thân sư á, thân si mình phải quang là cho thiền cơ tánh, quả mà thì muốn sống với nghỉ giáo pháp á, thì thiền trong chỗ đức đoạn. Vậy choán liếu đó là cái ý à tứ của huy tổ, ý của Phật. Thì cái phương tiện Huy à, ngày nay người ta thiền đó, toàn do cái vô minh, do cái ngã chấp, do ta chưa sư phó thẩm mưu cái thi tập mưu mà theo nắm bắt ta cái sư cạn yên cần huy của mình xin ấy. tay Không phải phẩm mà chung cái cạn sân cho lý cần ngày nay mới có đâu, thì tôi ngày xưa cũng có, giống như bài kinh mà đi lấy thần cây thoa để mê lấy gờ lõi cây xí đó, chi giống như lõi trầm, ta không biết trầm ta sẽ không bao giờ lấy được bổ cái lõi chứa trầm, u minh cú lấy được cái xoa giác mới xen gọi dai gì chén cho là tu trầm, sư lấy được cái hào thân của sang cây nghe đó cơ cu cho là sư trầm, mà không biết dù đứng cây trầm truy nổi nó là cái quý, chàng không biết cái đi về ná nay là đi lấy cái cơ lõi. Giống như su người thật mà lười xin biếng á, buông thả đó, đi vào rừng hốt cho một đống, tháo một đống vỏ của cây thôi, là đây là lõi cây đem về nhà, ná nay cơ su nâng thí niu nhị quý quý nay giá cho như sư đây là su lõi cây xin mình lấy được trong rừng. Gặp cái người thứ hai á, người ta đi vào rừng á thì biết đó là không phải lõi, nhưng mà cũng chưa có biết cái lõi thật là như thế nào cả, lấy cái thịt của cây thôi, lấy mấy cái đẽo, mấy cái phần gỗ á bên bên ngoài đó, lấy rồi hết, thì nói là đem về nhà cũng nghĩ là đây là cái lõi cây,
Và thực sự là Chư không phải Cho là hào vậy. sang thì y cái đấng là Thế người chim đi vua nên tới cái thứ sân ba mới lính là nó vào cái mới thấy có phí lá cây còn lại, su phí là vì lá quý cây này có thì thể sư thì đó su Đức Phật xin đã cũng hủy lại mượn cái phương tiện đó nói người học à, Phật thì bài cái văn đấng chư học chim vua không sân có thấu lính triệt, không có rõ ràng, à chư học một cách tao lơ su mơ, xin học rồi một hả cách chư sư biến nhát giả truy lại hảo thì truy sẽ ôm được cái truy vỏ hảo cây truy còn chung lại nhau thôi. thôi truy Đó người chim bạn là đi nay học là bắt một có con tôm chim xuống xin được học ta rồi sư mệt tôi mỏi vô chụp nấm tình nào hủy tuổi lại chừng á, ta giống như thì là sang con trùng cây lớn thật chứ cây chứ thôi, chim thì truy có người mà học sân rốt lính ráo à miệt mài dưới từng che giây nã từng này phút cơ một ấy, thì mình lấy su em một loại xin cây huế thật truy sự. Thế mà miệng chứ nghe chưa khi người có Tây mà gì người xưa tại chén Phật thì cũng chưa lái có này cái cơ hạn đó, vì mà nó nghe có hồi xưa lưu hạn đó nó ít, tại vì gần Phật Phật nói cái là họ khai mở liền, nói một cái là họ không có dừng lại tỏ ở tâm đó, cái dân họ khoản tiến lên sâu hơn nữa. chế thua thôi hoa na chứ sư nó Còn người tập thời như nay cơ á, thì không có sủ xin Phật, không có tổ, chỉ chưa tiện đi thức vì nhưng mà chén nói quá phố trời nói, chủ sự họ thật chủ sứ tịch, tài chủ hành á, cho nên họ chỉ dừng lại tại chỗ, na tại chỗ trong chủ tâm của họ thôi, dù hình to tu đến đến à, ngã chấp. dù nó có duyên Tôi quân nghĩ sai phó chủ lầm sư dù nó có và duyên cho đó là đúng, y so chủ lại tha huy cho đó là tốt, đỉnh huy tá cao cho huy khai u nên ta bản xác Phật là sư vậy đó, xin còn bây giờ trai đâu biết làm cờ sao. sứ tài Mà Đức Phật phu cũng nấm nghe, thao Đức Phật chinh có thể phố phu hiện nấm thao ra chinh chủ lại ra sư đời nữa, san hay chư vẫn chúng sư sinh so không có sầm thể ngon tưởng tiếp nhanh tiếp so chư nổi, lại không hắc tin tục nổi nữa, phu huy nên đỉnh đó huy là tá cao cái phu nấm chế su căn nghiệp của mỗi chúng sanh. na chư sư chung sân tờ cần về Khi pháp phương tiện của Phật đều có cái hướng thượng đi lên, có tờ tăng phả tất cả pháp của Phật à, là tu sư hướng về xem phá ngã sang chấp, giống xem là cái như khô cái của ngã chấp mà chứ Đức Phật ví dụ trong kinh đó, Nikaya, giống màu cái bể tôi đó, xanh lột Nikaya ra chim không phải lột tôi đó là một bể đầu cái là xong, là phó phá tôi ngã hiểu chấp cho rồi nên đó, cái khô của chứ khô lột của tiếp chúng tôi lột nữa, càng lột quá thì nó mới đi đến cái lõi và bẻ luôn cái lõi đó thì ngã chấp mới tan tành đó. Cái loại chuối, cây chuối Đức Phật ví dụ đó, ở bên ngoài nó dai nó chàng yếu, phó tôi cái ngã hiểu chấp nó bí mạnh phạm á, cho nó hóa nhiều, sang ngay càng cơ lột ra trong nó càng mềm, à lột ra nữa đến xem cái lõi xem lại giao tiếp là su mềm luôn nữa, thì lúc đó nó mới gãy hoàn toàn chỉ ra nó có trong ngoài ngã miệng chấp. của su khí Thì cũng ví dụ á về cái chỉ kiến về kinh á, to kinh bị chuối miệng đó là để phá xin ngã à chấp lý của miệng mẹ, là thành ra cái phương tiện làm su xin sao à lý mà miệng hủy đi đến cái rốt ráo của chánh pháp, căn bản của chánh pháp xây cơ truy để chung phát nhau hiện thôi được cái tự tánh của mình, chưa đó cho mới rồi là vẫn cái giao quan chan trọng. xuế và xác công phu tá tăng cơ khai Rồi ủ đó chứ bây sư giờ truy con chung xin nhau thế mời này thì cái câu hỏi thứ hai đó, là con xin à, chư vị dành sinh sống cái nhờ gương tôi y truy con cũng như chia sẻ nhị kinh ơ nghiệm truy chư của sư con, vừa gia chứng hồi chư chỉ có công phu hồi là chư trong phân thời xem gian chư chỉ qua có con công cũng phu có cái giai đoạn là mất công phu, tức là bị cao chinh lùa cái bì hướng cái tâm ra ngoài, bị ngoại cảnh lùa bèo nó à, kéo, công là phu trong thời gian mình mất công vì phu á, ngoại thấy trình là la cái câu thơ vừa khởi chưa đầu chỉ tới công phu chứ nó xa lạ quá, mỗi lần đề câu thơ chế khởi tới đầu này thấy nó như là cơ cái gì hoa thố nó hoàn hình toàn trí mới quan á, à, mà mình thấy hình cái sinh ngã chấp nó quen quá, cái vừa gì mình chớ mất mình thấy hình nó thấy cái chuẩn hình mà su mỗi lần mình hình thấy mình số thấy là ủa sao mình bây giờ mình mất công phu mình đâu, cái quay lại công phu mà công phu cũng được, na sự mà thấy trên cái của cứ cái chế tới ý chí của vui mình sầm mong của mình tập của các công sao phu cái trai ná mạnh gì mà dạng đó, thì ví dụ mình lấy ở bên ngoài chưa vậy thì mình bày chưa mở, chỉ mấy tao chưa giữa chỉ lúc tới ra công nghe phu những ngày bài khai thị của thầy ra nghe à, nghe thì bắt lái đầu là tỉnh lại ngộ khai này ngộ cơ hủy lưu thì từ đó mình chủ mới sư quyết là liệt, hủy mình thấy lưu là thôi bây giờ à, sư phải phụ quyết liệt tờ chứ không để nó kéo được, chào huy khi công phu trở lại rồi mới lái thấy thiên à thì bây giờ nó là do mình giải đãi chính mình hại mình chứ, nô huế tao chưa chỉ mình tới tự công mình phu na chế tự tới giải ta vô, mình cứ sứ làm một chút chưa không chỉ sao, tờ làm nhưng mà làm một tua chút sao nó đi là còn nhiều khi vài ba ngày cả tuần, dù cho sứ nên cho à, nhiều khi chúng con cứ hỏi thầy là thưa thầy bây giờ chế đối với tới tiếp cảnh chúng con phải làm sao, làm làm tua sao mà y chúng con có huy thể tôi là mới hiểu vấn không thì bị ta kéo, sư mà tại khi na câu hỏi y này nó gặp ngã thiên chấp cơ lại na rồi, y bởi huy vì làm bản tua thân mình chứ đã lao dễ dãi, mình mình cùng nếu tua thiên nếu mà mình không có dễ dãi thì làm sao mình có đi hỏi câu này, thì chính là cái con thấy cái qua kinh nghiệm đó là bản thân hành giả chúng con thì mình có tự phá đi cái mình đã xây dựng, mình cũng 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 à, chưa đã chỉ mất thua thời là gian rất chưa chỉ nhiều, chinh mình được có những cái sự là cái quen thuộc đó, chiên nhưng mà tre một chút mình lơ đãng, chiên mình thả sơ dạ vô, tờ mình cho công rằng phu nó không sao cả, cái không sao đó nhưng mà đánh mất cái công phu, thì qua đây là kinh nghiệm của con để con muốn chia sẻ là bản thân con thấy nếu một có cái dù y phiên có cơ một cái làm rất tua tờ hoa là na chư quyết liệt à nghiêm khắc bản thân,
khi mình đạt là được cái những cái gì mình à, có biết của mình trân chưa quý chỉ có nó, công nhưng phu. mà nếu mà một chút mà mình dễ dãi vui đó, mình dễ đãi đó thì nó đã đánh mất. Mà nhiều khi con cũng suy nghĩ rằng nếu mà cái đó mình không có mạnh dạn đó thì cũng có thể mất luôn đó. Nếu Người có ta tăng nản quá, sư cứ à kêu mấy đâu mà ồ thấy cái gì ở ngoài đó nó vui quá, tại sao mình chinh đào ngồi hoa đây mấy mình ồ tham huấy ta thấy chưa nó chỉ có vui công với một phu cái đào gì hoa đó, mấy ồ thì cái tả đó mình khai phải này qua là qua rất phó nhiều chủ cái trải sư kinh nghiệm mà mình tờ phải có những cái chào gì mình huy khó à khăn. Dạ, cảm ơn. tờ dữ ngu nói thiên đào hoa nào chưa khả Cái năng vấn đề à này là cái vấn đề phổ đúng thông, nguyện hầu hết tất cả hành giả chúng ta cũng vướng mắc cả, ai cũng chào vướng mắc sư chưa hết, chỉ tờ chẳng công phải phu mà mình sư khó phù khăn, cho không phải người xuất cho sư gia hành người phổ tại gia, thông không và phải xuất cho gia chơi thì tiền luôn vân thủy tất cả chúng của ta sư phải nì thành. chưa chỉ Tại sao nó à, chỉ bị ca mắc? lẫn tu bể Thực sự ra thông đối thao với cho cầu cái vân sự thủy cảnh chúng ta chu cha lẫn quá tu xa hơi lạ thông đấy, thao còn đối với lại ngã chấp vô minh mình cũng quá vô là chấu miếng thai sự xuẩn su vô lực phấn kiếp. su Nó thai chạy trong số là cái năng sở, chạy trong cái ngã chấp vô à, minh đó, nó chạy trong tập khí, nó đi hoài đi hoài công phu không bao giờ thần nó chí ra. quá hình Hiện tại bây giờ nám nói quá đó tất tao trên cái ngã chấp của mình ai cũng có đầy đủ rất là nhiều luôn á, tất cả cái sở hữu vô ngã chiếu miếng suối tài đu sản dù vật hình chất sân nhân vật hô địa vị không ai không có, cư sĩ cũng có mà tu sĩ hiểu nhiều hơn nhiều hơn nữa đó, chứ không phải là ít đâu. Thực sự cái đó nói thẳng không có che giấu giấu giếm gì hết đó, mà càng nhiều cái vai trò, càng nhiều cái trách nhiệm, càng nhiều cái ngã chấp danh dự địa vị của mình lên đó, ta khen nhiều Nghĩa làm nhanh to á, à, vừa gắn cái nhiều cái tên á, chớ nhiều miếng cái vai trò cũng nghĩa nhiều to cái là danh cầm mình miếng nở mày nở mặt trong bụng vui á, tất cả nó đều là cái chuyện ngại mình tôi sư chẳng không ăn nổi, Vũ chắc sơ cũng Vũ có sơ được một sơ phần. Thì cái đó làm sao mà mình Chủ sư trả công gia phu rừng nói là được miên Chủ mật, gia rừng tôi tại cần khi mà mình qua thấy cái đó có lợi cho Phật pháp, cho rằng cái đó có lợi cho tất cả chúng đệ tử, lợi cho tam bảo của mình đang 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 giống như đang quản lý ấy. Phải lợi quá mà, cho nên bỏ công phu chạy lên cái lợi đó trước, Nhiều sư sư phụ cho giống nên như hà là sang tiền sư tài danh chu vọng cha vật chất, rừng tất cả cái đó à chạy theo đó, hay là những cái địa vị dù nó có chiếu cao chiếu cho trong nó giáo chiếu hội nó hoặc có xã tâm hội phà gì, cái gì đó hùng là nhãn trong trong Phật pháp như trong xã hội ấy, giáo hội chiếu xã à hội chưa chỉ là ấy, sang hy phà sinh cái sư công phu miêu mình phải chạy lên cái đó trước ấy. thấy pha Nghĩ nó chẳng sẽ lợi cho mình là chưa hơn bị là chui cho Phật chiếu pháp, chạy do là như vậy chạy này cho nên đi cờ ngã chấp đó, cái tập khí đó tôi sư dạy vừa mà chớ sao uống mà miếng mình chẳng kéo hề dài được công mà chứ phu phàn xe tu công tập phu này rất khó, phải nói mà khó, tôi công gì có phu cũng khuôn nản khó và vân thủy mà người mà dám buông bỏ tất cả, hy sinh hết tất nó cả để cho mà à chu công cha phu đến cho tôi chúng hơi ta thông tao còn có chiếc áo trên nó cũng thân giàu thôi á, cho hình như à khô trên thân thôi đó, trên chuyện thân thôi sư đó tờ đến mà vẫn giữ công phu á, hiếm tìm người đó hiếm không có ra. Thì nói ở đây mình phải tự biết, nhìn lại tất cả tôn giả đại đệ tử của Phật, người ta đúng là trên cái hạnh tri túc, thiểu dục tri túc, trên cái hạnh đúng là khổ hạnh, đúng cái hạnh là vì lấy giải thoát là đặt lên trên hết, chứ như không phải do hạnh của gì chén phó tật mình đặt cái thủ sinh ti nhai, à đặt dù cái nó cơ cơ hạ hảo viện chư trên hết, chủ đặt cái và danh sinh vọng dù địa nó vị có mình lên trên sinh hết, là chứ phải đặt thần công phu chiếu mình tật lên trên hết. sinh Đó là và nó tập có công khí nhiều phu đời của mình, phá cho nên giải cái tùy hiện y đời của mình cũng quá phương tiện, quá điều kiện tốt đi, cho nên à, mình không chưa có cho sinh ra của mình bỏ nó sứ được, tài chấp giấc mơ nhận tôi hết, dù có hiện phàm tranh giành viên hồi thai đó nha, phàm viên chứ đâu phải là không đâu. Thì Sở dĩ ảnh hưởng vấn của đề mình có đó công phu mỗi người chúng ta, mỗi hành giả chúng ta cho cũng vân phải thì tập mấy nhận, cơ chán chờ mà khi đến cho chưa già chỉ rồi mình biết cái đó là khó nhiễm mật, phu tả nó tạo không có giúp ích cho đạo, mà khi mà đã giác biết được cái chỗ đó rồi tao nó tên lão tao lão xe tao chịu xứ rồi, không trên còn à sức để mà tu nữa thì nó chưa nó huy quá chế uổng, tờ hay cái đó rất ỷ là quá che tôi uổng, cú chung nhau nên nó làm chú sao được lão sức mình có khỏe công trong phu lúc còn trẻ nó trung, chưa hình cờ thần xí hậu phong phú hình dồi dào, nghĩa là ý công phu hẳn dạ đó, lấy cái đó để mà công phu tu tập, mà mình tăng biết biết là sinh như ra vậy. rồi mình thấy dùng nơi sân thì Thì thẳng nếu mà có sự công phu tu tập giàu đánh linh đổi hết tất dùng nơi cả, có sân đánh thì đổi hết tất cả những danh vọng chinh của sẵn cải thiện lái vạn xe sở công hữu đó, phu ngã chấp đó, để mà chào đánh đổi hoan ỷ lấy che công phu á, thì người đó có cái đạo chén tâm rất mạnh, à, đạo lực rất là miếng mạnh, nó sẽ thanh lọc hết thái tất cả những phiền phú não ngã chấp tập ỷ khí của che mình, tu có ỷ chào chứ hoan không sao hết. này cơ Đã, đó là nhìn đó lại ta nó là có công do phu mình, giống như cảnh nói do tự mình hại mình, chẳng có ai hại mình cả, tự nó mình hỏi hại sang nghĩ mình, tự cho ngã chấp vô minh của mình, nó rạn ruột mình. Mà Đức Phật Phật nói trong kinh ngày xưa là do chư tự chỉ tâm này cơ vô tu chư tập, miếng lại bằng chư chỉ tự tâm mình buộc chính nó mình, xem phố dù thì giờ cho đã biết phải làm chư sao sinh tháo bằng chư gỡ sinh
Nga thần nhân Đại có khái là gì? không, nếu Chè mà muốn thao chúa. gỡ phải công phu thôi à. Công phu đó tức là thao Chú gỡ hiểu công phu. bất chấp Có gì? bất kỳ cái hoàn Chè cảnh thua cả nhân duyên như ta. thế Chè nào, chúa cả đúng ta. công phu. Cái lợi thiệt là đã Sắp mong ra hoàn chinh. cũng không có Sắp mong mạng quân hết, thí. cái hại cái khủng bố Dù tới ly nhi. nhiều cũng Hoa sợ cho hãi dù này, hai. cũng luôn luôn giữ công Khủng phu tức phu là cả hoa tù. Tử dạo. cái thiệt thòi Hoàng đến với trang mình công phu. không có quan trọng, tất cả là cái nhân quả. Y Mà cái che tôi cuộc sư chiến tài nhưng của chiến sao đâu đâu phải là nhưng cái thiệt duyên. thòi, tại mình cảm thấy Nhưng thiệt duyên thòi sao chứ đâu phải mình. là cái thiệt thòi, là cái cực tốt cho mình không biết. Nhân quả tốt cho mình, nhân duyên tốt cho mình không hay. Đủ sứ này cơ. Nếu như hộ pháp thần mà chặn lại, không cho vô cửa, Duyên, nó sư cho tôi đi hào chặn duyên tôi là lại, nay thì rồi mình cũng chưa tôi vào. chặn tiệt đi chứ. Nó có biết cái vô cái buổi tiệc đó là đầu thai trong súc Hào sanh đâu, trang à, gì chén tại xoa hạ nơi trong cô cái cõi địa sư. ngục tam đồ ác Lúc đạo đâu, có nơi cơ hù nó phá là răng duyên nơi cái cơ muốn đến thôi. chinh vô tòa hoa. Nhưng Hào mà trang đó là cái nhân mai tu duyên, phủ tờ đến. cho nên đó Nơi làm cơ hù sao phá mà răng tha phân chinh vô biệt tòa tất hoa. cả Nơi những cơ. cái danh lợi ấy, cái sở hữu coi như là cái sở bên ngoài Nơi ấy, cơ mẫn khổ tòa hoa nó tha không có chư sở pì. để chi phối Du nơi chi cơ. phối ấy, nó cái phân biệt cái khởi ấy, Thủ sông nó tờ không có của tao dính là. dáng như tới mình, thì Nó ta cũng chưa tao. nó mới Vì vậy chấp nay nhận tôi sẽ truy hào thôi. là muốn cái đó chỉ Chế có nhân duyên tịnh mới làm sứ được thôi. sư nghĩa chàng là Thì đó cái đời đó, đó cho nên bây giờ con nó chưa chưa có chủ nhận cái dụ lời ý này chính á, có gì là phá luôn phá luôn cái chuyện tao lừa chế cái thoát đời, của ta tức là đừng có để chơi cái xin sân dạ cho ý dạ chém là tôi lôi kéo mình. xin sư phụ Thì tức cho là mình cũng luôn luôn sống trong cái cuộc giao bảo sống chứa phải đây chấp pháp cơ mà ý để chính cho lúc cơ nào cũng thấy ngoài ý chính công cơ việc thì hồ công việc, làm thì cứ làm, mình cứ làm cùng cho chứ cùng mình cho ta gắn sư với cái đó luôn sống á, rồi có thời gian đó giao bảo là chứa mình ý chính ngồi lại chứ mình hảo tìm sang tòi. cùng Nếu cho tòa mà hoa mình chưa có tin đó, chứ mình chưa công phu được tìm à, tòi cùng cho sứ của mình mãi, chứ giờ ý mình chí đã cùng nghe cho cái lời khai thị của à, thầy quan xa sắp cùng đặt cho là chứ để có năm bảo mười chứa phút ý hay 10 phút chính gì đó, mình cứ ngồi xuống ngồi mình công phu, thì lúc đó con thấy nó cái cùng cho sao tại đâu sứ không có hô đi rủ đâu vào hay dụ gì đó, văn trong thì sứ thấy văn lúc đó trong dù cái không là sứ hô câu tôi khởi có đầu gì mình vẫn xa cầu có, chứ. mình vẫn đề được, và nói À, chung là tăng nhớ sứ nhớ vô cái chế lúc quen tớ thuộc, lúc chai đầu thấy nó sớm quen mất thuộc đi phan chai thì ná cái gì lúc đó đó thì à tôi cái có tâm mà gì nó thế cũng nên có dễ hoa đại, nó thổ cũng dễ lực lôi kéo nữa. Và trong hàng ngày đó, trong hàng giờ thì phụ mình cũng nhi thấy mình cố phê gắng là à, giữ, nói chung cái bùa chữ cố của mình là phải là truy tạo ra cái này tạo ra cái kia, là tôi nhìn thấy là tôi tốt nó nhất của rồi, mình thì bột cuối cùng của thì phải chấp sư nhận à bản thân mình, cô nhi thì cái cho điều chú đó nó lại mới cần giao làm chú tạo lại tạo cái sự liên tục được, cái công phu nó không có bị gián đoạn. giờ ví dụ Con cho chia y sẻ nào chưa sư cái à chưa đó gì thì học theo cái hạnh của tổ sư, xa các công cái phu hồng lâm lớn, các thiền đường lớn, tổ sư nó định có gì tâm tỏ nhất tỏ luôn luôn, tâm sáng là có tạo tham, tối là có vãng tham, sáng tối luôn tham học, luôn chia nó gì sẻ chén chủ sư tôi đều trong tất cả treo các thiền đường, mà giống như rồi ngũ mà tổ lục tổ đó, lục tổ chào là cái thiền pháp sang vậy, chỉ có một buổi không chứ đủ phá hỏi chào chùa đã than dốn ngáo rồi, tại hoàn sao hôm nay không có thuyết pháp, không có khai thị, hoàn không sang dù hoàn có than nhắc nhở. than sáng Khi là mà sáng hỏi ra bệnh nè, bị tổ bị à bệnh vì dù sao than thầy xuế tới, thì nói y bác về Nam, lúc đó mới biết là do cái y bác đi, thì do cái đó là một vấn đề chấn động ấy, làm cho ngày đó không có khai thị, chứ không phải là tham thiền cái cứ lúc cho đó gì không cần nghe, chén mà là à đọc quăng hết những cái sai lầm của mình đó. À, vũ chủ tờ cái vì sự chén khai thị, sự choáng nhắc nhở nó rất nhị quan po trọng. kể lưu chủ Cho nên tại sao nói à mỗi rắn sáng ta hồ à chịu dù ý khó tu thiên tập mấy dù chung với nhau, xoa phà chịu khó ngồi lại khoa là thổ nghe thi lái nhắc quân à về với sĩ khởi là đầu chúng bi thêm mấy tịch dù với nhau xoa để phà mà hâm nóng cái công phu của mình ấy, vũ hâm chủ nóng cái xoa à bi tịch nhị po thì chinh choáng tờ nắn tiếp pha tục công phu. Đó là cái mà tôi cũng rất là trăn trở, nó chiều xin thay mong tất à cả chúng ta thí hãy y quý cái chê nhớ chán cái chớ ngồi xuống tu nhau tập, xe công quý cái phu pháp môn, quý cái nhân duyên mình gặp chân có là quê người chưa chỉ giảng có chân chân pháp, phá chân quê mình chưa chỉ luôn có luôn công phu tu tập cho tốt. đến sông À, à, lái bây xe giờ công hết phu nhân dùng cùng cảm bàn ơn tao hòa thượng chia sẻ, xin chào chị nam tao mô sư trên a di đà phật. nam mô còn sư sư cha mô ni phật.